Công tác đối thoại với người dân có vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Thời gian qua, người đứng đầu cấp ủy chính quyền từ thành phố đến phường xã đã luôn quan tâm đến công tác này, từ đó phát huy dân chủ, lắng nghe tiếng nói từ cơ sở. Để tạo sự đồng thuận trong lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ chính trị tại địa phương, Đảng ủy Ủy ban nhân dân phường Lê Lợi đã tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu Đảng ủy, chính quyền phường với cán bộ và đoàn viên hội viên các tổ chức chính trị xã hội phường và đại diện các tổ dân phố. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024, trên tinh thần trao đổi dân chủ, cởi mở, tại hội nghị đã có 14 ý kiến phản ánh đề xuất kiến nghị với lãnh đạo địa phương các nội dung, tập trung ở một số lĩnh vực như an ninh trật tự, quản lý đô thị, văn hóa xã hội. Vừa qua thì cái cuộc tổ chức cái tiếp xúc giữa bí thư và chủ tịch của Ủy ban nhân dân phường với các cái ban ngành của phường, cựu chiến binh, phụ nữ, người cao tuổi thì được thông báo rộng rãi đến toàn thể nhân dân với tất cả các tổ dân phố. Như vậy là khi mà cử tri đến hội trường là đăng ký để phát biểu, và có những cử tri là không đăng ký nhưng họ cũng xin phát biểu. Những cái ý kiến này là đều được tổng hợp và đồng chí trực tiếp là đồng chí bí thư và chủ tịch Ủy ban dân phường đã giải đáp một cách thấu đáo, thấu tình đạt lý. Hàng năm đồng chí bí thư và đồng chí chủ tịch Ủy ban dân phường đều tổ chức các cái hội nghị đối thoại với cán bộ đảng viên các tổ chức chính trị xã hội cũng như là nhân dân trên địa bàn của phường, nhằm mục đích là để tiếp thu các cái ý kiến đóng góp để xây dựng công tác đảng, công tác chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội ngày càng vững mạnh. Đồng thời qua đó thì Đảng ủy ban cũng là lắm được những cái ý kiến, những cái tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri. Tất cả các cái ý kiến mà thuộc thẩm quyền của thành phố, tỉnh thì đều được phường tổng hợp lại và báo cáo cấp trên kịp thời xem xét giải quyết. Thế còn các cái ý kiến mà thuộc thẩm quyền của phường thì chúng tôi cũng xem xét và tiến hành giải quyết một cách nhanh chóng để đảm bảo cái quyền lợi ích của cử tri. Đối thoại là kênh quan trọng và trực tiếp giúp lãnh đạo cấp ủy chính quyền nắm bắt tiếp thu ý kiến phản ánh của nhân dân về tất cả các lĩnh vực, kịp thời có phương án giải quyết hiệu quả. Hàng năm, người đứng đầu cấp ủy chính quyền thành phố và phường xã duy trì nề nếp việc tổ chức đối thoại định kỳ, đối thoại chuyên đề. Từ năm 2021 đến nay, người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp thành phố đã tổ chức được 165 cuộc tiếp xúc đối thoại với 22.750 lượt đại biểu tham dự. Có hơn 1.700 lượt ý kiến ghi nhận những nỗ lực của thành phố và phường xã trong công tác lãnh chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, đồng thời cũng kiến nghị phản ánh những vấn đề tồn tại ở cơ sở. Cấp ủy thành phố và cơ sở đã nghiêm túc thực hiện cái chủ trương chỉ đạo và hoàn thành được cái chỉ tiêu đối thoại của năm đề ra. Trong đó thì có những cái đối thoại chuyên đề và có những cái đối thoại thực hiện phát sinh theo cái nhiệm vụ mà người dân mong muốn được nắm được. Thông qua đối thoại thì người đứng đầu cấp ủy chính quyền của thành phố Bắc Giang cũng như ở cơ sở đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những vấn đề còn băn khoăn thắc mắc của cử tri và nhân dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì thông tin phổ biến về những cái dự định phát triển của thành phố, rồi thì trao đổi những cái việc và giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng để đáp ứng, giải quyết những cái vấn đề mà trong phạm vi quy định của pháp luật cho phép, và có thông báo kết luận để các đơn vị sẽ thực hiện và trả lời cử tri và nhân dân và doanh nghiệp trong cái thời gian gần nhất theo quy định. Từ đó đã đáp ứng được cái nguyện vọng và theo quy định của cấp trên và có sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với cái việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay theo quy định của luật. Hoạt động tiếp xúc đối thoại của các cấp ủy đảng chính quyền thành phố không chỉ nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu mà còn là diễn đàn để mọi tầng lớp nhân dân trực tiếp bày tỏ tâm tư nguyện vọng. Việc trao đổi thông tin hai chiều giúp mối quan hệ giữa cán bộ với nhân dân gần gũi, cởi mở hơn, từ đó tạo đồng thuận giải quyết vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội.